Công an phường Núi Sam phát hiện và bắt giữ 1.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu tập kết tại nhà ông Quỳnh Giang Sang, sinh năm 1975 ở tổ 8 khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam. Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021, Công an phường Núi Sam tiến hành kiểm tra nhà ông Quỳnh Giang Sang, qua đó phát hiện thu giữ trong nhà cất giấu nhiều bọc ni lông màu đen bên trong có chứa 1.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Bayon, Cod và Hero. Do tại thời điểm kiểm tra ông Sang không có mặt tại nhà, nên công an phường Núi Sam tiến hành tạm giữ số thuốc lá trên và mời bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Sang về trụ sở làm rõ. Biết hành vi vi phạm của mình bị phát hiện, nên ông Sang đến công an phường Núi Sam đầu thú và khai nhận. Khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021, do nhu cầu người mua cần nhiều, Sang mua 1.600 thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Bayon, Code và Hero của một người bên Campuchia mang về cất giấu tại nhà và nhà của anh ruột để bán lại cho những người bán nhỏ để hưởng trên lệch. Sang chưa bán được thì bị công an phường Núi Sam phát hiện tạm giữ. Vụ việc đang được công an phường Núi Sam báo cáo và đề xuất chuyển hồ sơ giao cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc thụ lý theo thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.